là toàn bộ các công việc liên quan đến hoạch định tổ chức phối hợp tiêu chuẩn hóa và kiểm soát các hoạt động về thông tin và các dịch vụ để giúp cho gì ạ? Giúp cho các hoạt động điều hành quản lý của đơn vị đạt hiệu quả. Và như lúc nãy chúng ta nói là các cơ quan quản lý của nhà nước hiện nay đang chuyển từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước. Và cái thẻ căn cước của chúng ta hiện nay là thẻ căn cước chip, sử dụng chip. Và trong chip đó thì lưu giữ rất nhiều các thông tin. Và quan trọng hơn nữa là sau này trên cái hệ thống chip đó người ta có thể tích hợp thêm một số các thông tin khác. Và nhờ có cái hệ thống chip này thì thứ nhất là nó bảo mật hơn, thứ hai là cái việc kiểm tra kiểm soát cũng như là việc quản lý sử dụng các cái dữ liệu là nó sẽ được ứng dụng nhiều hơn, nó sẽ giúp cho cái công tác quản lý như điều hành của quốc gia nó có hiệu quả hơn, và bản thân của chúng ta thì cũng sẽ được sử dụng nhiều cái dịch vụ nó hữu hiệu hơn so với hiện nay. Và trong cái quá trình thực hiện sắp tới đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái ứng dụng của cái thẻ căn cước trong các hoạt động hành chính của đơn vị, của cá nhân sẽ được thực hiện tốt hơn. Thí dụ như là việc xác định các nhân thân vân vân các thứ thì thông qua cái thẻ căn cước người ta có thể xác thực được mà không cần các cái loại giấy tờ mà trước đây chúng ta cần phải dùng. Thì đó là cái chúng ta nói đến cái công tác quản trị hành chính văn phòng. Liên quan đến hoạt động hành chính thì còn có thêm một cái khái niệm nữa và cũng xin giới thiệu với các bạn, đó là khái niệm về quan liêu hành chính. Có bạn nào đã từng nghe nói đến quan liêu hành chính và quan liêu hành chính là cái gì ạ? Các bạn nào biết không ạ? Alo? Nào có bạn nào biết về khái niệm quan liêu hành chính không? Chắc là một khái niệm cũng tương đối mới và chúng ta thì cũng chưa phải đã tham gia nhiều các hoạt động. Và thầy xin giới thiệu với các bạn luôn, người ta nói đến quan liêu hành chính là người ta nói đến cái thái độ thờ ơ với trách nhiệm hay là gì ạ? Hay là nói đến cái việc là không quan tâm đến cái hoàn cảnh của người thực hiện các cái công đến thực hiện các công việc. Xét cho đến cùng thì bản chất của quan liêu hành chính đó là gì ạ? Là không hiểu thực tế, hay còn gọi là trong tinh thần vai trò trách nhiệm của mình thì những người thực hiện các công việc về quản lý hành chính đã lơ là công việc, đã xa rời thực tế, không hiểu thực tế. Và trên cái cơ sở là không hiểu thực tế đó thì họ có thể là máy móc trong thực hiện các cái công việc của mình, dựa vào gì chủ quan duy ý chí hoặc là dựa vào các cái quy định lỗi thời để thực hiện các công việc, làm cho các cái công việc này nó trở nên không hiệu quả. Thì đó là quan liêu hành chính vậy. Chúng ta có thể nhận thức các công việc này thông qua các cái ý kiến ở trên màn hình. Những người làm trong bộ máy hành chính mà lại gì ạ? Là chủ quan duy ý chí, xa rời thực tế, không hiểu thực tế là những người mắc bệnh quan liêu ạ. Với họ thì những gì họ nghĩ, những gì mà các quy định đã nêu ra là hoàn toàn chính xác, là hoàn toàn có ý nghĩa, và cho dù đúng hay không đúng thì đối với họ không quan trọng. Họ chỉ thực hiện làm theo cái việc đó thôi. Họ không quan tâm đến thực tế là như thế nào. Và bởi vậy cho nên là khi thực tế và các quy định mà nó đã cách xa mà người ta vẫn cứ làm theo những quy định thì trong thực tế là nó không phù hợp. Và khi không phù hợp như vậy thì nó sẽ dẫn đến là công tác không hiệu quả. Ta lấy một ví dụ cụ thể. Thí dụ như là bây giờ là các bạn đã đi học rồi. Và hiện nay thì chúng ta là chưa trở lại trường. Đến ngày dự kiến là ngày 4 tháng 4 thì tháng 3 thì chúng ta mới quay trở lại trường, tập trung trở lại trường. Vậy thì trong cái quá trình mà chúng ta đang ở nhà như thế này mà một người, mà một lãnh đạo của trường nào đó lại yêu cầu các sinh viên sẽ phải nộp một cái loại giấy tờ nào đó
Thì cái việc mà yêu cầu sinh viên phải nộp một cái loại giấy tờ nào đó trong khi sinh viên chưa tập trung trở về trường là một cái quyết định gọi là chủ quan duy ý chí, mà nó không phù hợp với thực tế, bởi vì sinh viên không được vào trường. Thì một cái điển hình kiểu như vậy người ta gọi đó là một cái thái độ quan liêu. Hay thí dụ như là trong phạm vi chức trách của mình mà không nắm được thực tiễn, không nắm được tình hình của mình như thế nào thì cũng gọi là một cái giai đoạn là quan liêu. Thí dụ là một người được giao phụ trách công ty có 1.000 công nhân trên sổ sách giấy tờ, nhưng mà trong quá trình thực làm việc 6 tháng sau thì đã có 100 sinh viên, 100 học công nhân là thôi việc. Như vậy là công ty chỉ có 900 người thôi. Nhưng khi lãnh đạo của tổng công ty hỏi rằng là công ty hiện nay có bao nhiêu công nhân đang hoạt động, người ta lại vẫn trả lời là công ty có 1.000 công nhân. Lý do là gì ạ? Lý do là trên sổ sách giấy tờ chưa được cập nhật là có 1.000 sinh viên, 1.000 công nhân. Nhưng trên thực tế thì đã có 100 người rồi. Rõ ràng là công ty chỉ còn 900 người nhưng mà vẫn báo cáo với lại tổng công ty là 1.000. Thì cái việc mà báo cáo 1.000 là thể hiện cái sự quan liêu trong công việc, tức là không sâu sát thực tế, cho nên không biết là thực tế của mình là như thế nào nữa. Đó là cái vấn đề mà ta gọi là quan liêu. Vậy thì quan liêu thì nó sẽ gây cái tác hại không tốt đến công việc, vì nó không đúng với thực tế, cho nên là khi triển khai công việc thì có thể là không thực hiện được, hoặc là thực hiện nhưng mà hiệu quả nó không cao. Hiệu quả nó không cao là bởi vì nó không đúng với bản chất của vấn đề. Và khi mà đưa ra những quy định hoặc là yêu cầu thực hiện những công việc mà nó không đúng với quy định, thì cái việc mà không thực hiện được công việc như vậy nó sẽ làm cho công việc không hiệu quả. Tác hại hơn nữa là gì ạ? Là khách hàng người ta không hài lòng với công việc và người ta không quan tâm đến công ty. Và nếu như mà người ta phải thực hiện công việc đó với công ty thì người ta sẽ tỏ thái độ không hài lòng. Nếu như mà có một lựa chọn khác thì người ta sẽ bỏ công ty của mình để làm việc với công ty khác. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu mà quan liêu trong công việc thì nó sẽ mang lại những cái hậu quả rất là không tốt. Bởi vậy cho nên là trong hoạt động, các lãnh đạo phải hết sức cẩn thận. Chúng ta phải bỏ được cái thái độ quan liêu, phải tập trung vào công việc và phải đưa ra các quyết định sao cho nó hiệu quả. Mà muốn hiệu quả thì chúng ta phải hiểu được bản chất của công việc, hiểu được gì ạ? Hiểu được thực tế của công việc. Như vậy để giúp cho cái công việc nó trở nên hiệu quả thì đòi hỏi chúng ta sẽ phải đi sâu đi sát với công việc của mình. Cách thức để chúng ta chống lại bệnh quan liêu là gì ạ? Với cái giải thích như vậy thì có bạn nào có thể nêu ra được muốn chống quan liêu thì chúng ta phải làm gì ạ? Alo? Có bạn nào nêu ra được quan điểm là muốn chống quan liêu thì chúng ta phải làm gì không ạ? Vâng, nếu không có ý kiến thì thầy cũng giải thích luôn. Như vậy muốn chống quan liêu thì chúng ta phải bắt đầu từ cái việc từ đâu mà có quan liêu. Là vì từ thực tế không hiểu. Hay nói khác là không hiểu rõ về thực tế. Vì vậy cho nên là muốn chống quan liêu thì chúng ta sẽ đòi hỏi là phải đi sâu đi sát với lại thực tế. Chúng ta không chỉ ngồi một chỗ để dựa vào các số liệu được báo cáo, mà chúng ta phải có cái biện pháp kiểm tra, giám sát. Chúng ta phải đi thực tế để tìm hiểu tình hình, để nắm bắt được thực tế, và từ thực tế đó thì chúng ta có thể đưa ra những quyết định sao cho nó hiệu quả. Ngoài cái việc là phải cập nhật tình hình thì để chống lại cái bệnh quan liêu, chúng ta còn phải đi kiểm tra, phải đi giám sát, và chúng ta cũng phải có các biện pháp để trừng phạt, hay còn gọi là gì ạ, là để kỷ luật những người mà lơ là với trách nhiệm
lơ là với công việc. Cộng với tất cả những vấn đề như vậy thì hiệu quả của cái vấn đề chống bệnh quan liêu nó mới tốt. Và khi chúng ta mà chống được quan liêu thì chúng ta mới có thể có được cái hiệu quả công việc cao. Thì đấy là một số các cái nội dung liên quan đến các cái khái niệm của quản trị hành chính văn phòng. Để tìm hiểu hơn về những cái khái niệm này và hiểu rõ cái bản chất của nó thì các bạn sẽ sử dụng cái mạng tài liệu trên mạng để chúng ta nghiên cứu thêm. Bây giờ thầy sẽ chuyển sang cái nội dung thứ hai là nói đến cái chức năng và nhiệm vụ của công tác hành chính. Vậy thì hệ thống hành chính có những chức năng và nhiệm vụ gì? Chức năng của hệ thống hành chính đó là gì ạ? Đó là tạo ra một cái hệ thống giúp cho công việc chính của đơn vị trở nên có hiệu quả. Toàn bộ hoạt động của hệ thống hành chính trong mỗi một đơn vị là nhằm cung cấp các thông tin và các dịch vụ hỗ trợ để giúp cho hoạt động chính của đơn vị trở nên hiệu quả. Như phần đầu chúng ta đã nói, hệ thống hành chính của trường Đại học Đà Lạt không có một cái chức năng gì khác hơn là cung cấp cho lãnh đạo của trường, các khoa, các bộ phận, các thông tin được cập nhật của nhà trường về tài chính, về số lượng sinh viên, về các quy định của nhà nước đối với công tác đào tạo để giúp cho cái hoạt động đào tạo của trường chúng ta trở nên hiệu quả. Cụ thể ra là gì ạ? Cụ thể là nhà trường nắm được là có bao nhiêu sinh viên học ngành nào, bao nhiêu sinh viên học học phần nào, có bao nhiêu giảng đường, những giảng đường đó có cái chỗ ngồi như thế nào, rồi có bao nhiêu giảng viên, các giảng viên đó làm những công việc gì. Trên cơ sở đó gì ạ? Để sắp xếp công việc dạy học, nghiên cứu học sao cho nó hợp lý. Lớp đông thì vào phòng lớn, lớp nhỏ thì vào phòng nhỏ. Nhiều giáo viên thì tổ chức giảng dạy ở nhiều lớp cùng một lúc, ít giáo viên thì sẽ luân phiên cuốn chiếu, vân vân. Tất cả những cái việc đó là để giúp cho công tác đào tạo trở nên có hiệu quả hơn. Nó không vì một mục đích nào khác. Và nói như vậy thì chúng ta thấy là bộ máy hành chính của mỗi đơn vị về mặt nguyên lý thì càng nhỏ càng gọn thì càng tốt. Bởi vì công việc hành chính là công việc hỗ trợ mà thôi. Còn bản chất của hoạt động chính là tạo ra giá trị cho cái doanh nghiệp đó. Thí dụ như một doanh nghiệp sản xuất thì trách nhiệm của họ, mục tiêu của họ là sản xuất ra những cái sản phẩm, những dịch vụ mà có cái khả năng cạnh tranh cao. Còn cái đội ngũ hành chính bao gồm những vấn đề liên quan đến tài chính, liên quan đến nhân sự, liên quan đến cơ sở vật chất, thì nếu mà số lượng càng ít nhưng đảm bảo được toàn bộ các hoạt động của đơn vị thì tổ chức đó càng có hiệu quả. Mà muốn làm được cái công việc như vậy thì công tác hành chính phải trở nên gì ạ? Trở nên hiệu quả. Mà muốn hiệu quả thì phải được tổ chức một cách khoa học. Thì với cái việc mà chúng ta xác định rằng là công tác hành chính chỉ là công tác hỗ trợ thì những người làm việc trong hệ thống thì phải hiểu được vấn đề này và có tinh thần thái độ phục vụ khách hàng một cách hiệu quả nhất. Những người làm công tác lãnh đạo trong lĩnh vực hành chính thì cũng phải nhận thức ra cái vấn đề là chúng ta là phục vụ, và vì phục vụ như vậy cho nên đòi hỏi các nhân viên của mình sẽ phải thực thi các công việc với tinh thần là phục vụ khách hàng. Nếu ở đâu đó, nếu người nào đó mà có tinh thần phục vụ không tốt thì trách nhiệm của lãnh đạo trong bộ phận hành chính là phải chấn chỉnh về mặt ý thức, phải kiểm tra kiểm soát các cái công việc của mình để chỉ ra được những khúc mắc, đưa ra những cái giải pháp để giải quyết được các công việc đó, làm cho công việc có hiệu quả. Thì đó là cái ý nghĩa của cái công tác về học về chức năng hành chính. Còn về nhiệm vụ của công tác
Thì hệ thống hành chính là hệ thống mà cung cấp toàn bộ dịch vụ và thông tin hỗ trợ cho tổ chức. Vì vậy cho nên toàn bộ các công việc của hành chính thì sẽ được gói gọn trong cái chức năng và nhiệm vụ của mình. Họ sẽ là hệ thống hành chính sẽ cung cấp cho, hay khác là các công việc chính của họ là của hệ thống hành chính là cung cấp các cái kế hoạch, cung cấp các thông tin, xử lý các thông tin, bảo quản các thông tin, rồi là cung cấp các dịch vụ để duy trì cái hoạt động của đơn vị. Người ta có thể chia thành các cái nhóm công việc của bộ máy hành chính như sau. Thứ nhất là các cái nhóm chức năng về chuyên môn nghiệp vụ như là công tác kế toán, công tác kế toán, rồi công tác tài chính, công tác marketing, vân vân. Rồi cái nhóm thứ hai là nhóm liên quan đến thông tin, bao gồm những vấn đề là công văn, hồ sơ, sổ sách, giấy tờ cho đến là lưu trữ thông tin. Và cái nhóm thứ ba là nhóm về chức năng tổng hợp, bao gồm về nhân sự, về tổ chức hành, về công tác cơ sở vật chất, vân vân. Toàn bộ cái hoạt động của công tác hành chính là để phục vụ các thông tin, các dịch vụ về cơ sở vật chất, giúp cho hoạt động của tổ chức ngày càng hiệu quả hơn. Về vấn đề này thì các bạn sẽ đọc thêm các tài liệu trên mạng, cũng như là hôm sau thầy sẽ gửi tài liệu để các bạn nghiên cứu kỹ hơn. Vậy thì chúng ta nghiên cứu đến chức năng nhiệm vụ của công tác hành chính để làm gì? Nghiên cứu về chức năng nhiệm vụ của công tác hành chính để chúng ta thấy rằng hoạt động hành chính văn phòng là một hoạt động mà chỉ là nhiệm vụ và với mục đích là hỗ trợ cho hoạt động chính. Vì vậy tất cả những việc gì, những thái độ, những công việc, những hành vi mà cản trở cái việc phục vụ cho khách hàng của mình thì đều được xem là làm sai chức năng nhiệm vụ của hệ thống hành chính. Và như vậy mỗi một thành viên trong bộ máy hành chính cần phải nhận thức rõ mình tồn tại là để phục vụ khách hàng. Và khách hàng chính là gì ạ? Chính là cái người mang lại quyền lợi và thu nhập cho chúng ta. Nếu không có khách hàng thì hệ thống của chúng ta cũng sẽ sụp đổ, hay nói khác là sẽ không có công ăn việc làm. Do đó phục vụ khách hàng là chính là tạo ra công ăn việc làm cho chúng mình. Vì vậy cho nên là cần phải có tinh thần, thái độ, trách nhiệm tốt. Việc này nó đòi hỏi lãnh đạo của các đơn vị sẽ phải nhận thức rõ và kiểm soát được cái việc này. Thứ hai là toàn bộ các quy định về công việc hành chính của chúng ta phải nhắm tới việc phục vụ khách hàng. Phải làm thế nào đó để các cái quy định, các quy trình, các cái thủ tục, các cái công việc của chúng ta làm cho khách hàng hài lòng nhất. Khi chúng ta nâng cao được chất lượng dịch vụ thì có nghĩa là chúng ta đang phục vụ tốt cho khách hàng, mà phục vụ tốt cho khách hàng có nghĩa là chúng ta đang tạo ra điều kiện hoạt động tốt cho đơn vị của chúng ta. Và thứ ba là từ cái việc nhận định chúng ta là bộ máy hành chính là để phục vụ cho hoạt động chính của đơn vị. Vì vậy cho nên là nếu những có những cái khúc mắc, có những cái trở ngại gì thì chúng ta sẽ cần phải sửa. Và việc sửa đổi này sẽ phải đi theo một hệ thống để làm cho toàn bộ công việc của chúng ta trở nên có hiệu quả. Tóm lại cuối cùng là nghiên cứu chức năng nhiệm vụ để chúng ta thấy rằng trách nhiệm của những người làm trong bộ máy hành chính là phải tạo ra một cái chất lượng dịch vụ tốt để phục vụ cho khách hàng và thúc đẩy cái sự phát triển của tổ chức chúng ta. Cái nội dung thứ ba mà giới thiệu với các bạn đó là nói đến hoạt động thông tin và cái vai trò của nó trong hệ thống hành chính. Thông tin về mặt bản chất đó là sự phản ánh nội dung và sự kiện dùng để trao đổi thông qua các cái tín hiệu. Nói là hoạt động trao đổi thông tin hay là hoạt động thông tin là hoạt động mà phản ánh cái sự thực thông qua một cái hệ thống tín hiệu nào đó. Ví dụ như là có cái hệ thống ngôn ngữ để truyền tải thông tin, dựa vào đó chúng ta biết là thực tế nó có cái gì. Chúng ta có hệ thống thông tin nói và thông qua ngôn ngữ nói thì chúng ta hiểu được là có cái gì đang diễn ra. Thông tin giúp cho chúng ta hiểu được sự thật và thông tin cũng là cái cơ sở để chúng ta giải quyết các vấn đề. Và nếu thông tin chính xác, thông tin hữu hiệu thì nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được công việc một cách có hiệu quả.
Vì vậy cho nên hệ thống hành chính của chúng ta phải tạo ra được cái bộ máy thu thập, xử lý và sử dụng thông tin một cách có hiệu quả, cung cấp các thông tin cho toàn bộ hệ thống của chúng ta một cách chính xác, hiệu quả và kịp thời. Vậy thông tin cần có yêu cầu gì để đáp ứng được cái việc là trở thành cái sự phản ánh chính xác và là cơ sở cho các hoạt động đưa ra các kế hoạch, thì thông tin nó phải phù hợp với yêu cầu sử dụng của chúng ta, nó phải nhanh chóng, nó phải kịp thời, nó phải chính xác và nó phải giúp cho người tiếp nhận thông tin là dễ hiểu và hiểu một cách đầy đủ. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là gì ạ? Là thông tin mặc dù là chính xác, mặc dù là có hữu ích, nhưng mà nó không kịp thời thì nó sẽ không hiệu quả. Lấy ví dụ như là ngày mùng 5 tháng 4 là chúng ta thi môn học này chẳng hạn, thông tin đó là chính xác và đầy đủ, nhưng nó phải đến với chúng ta trước khi cuộc thi diễn ra. Còn nếu mà mùng 4 tháng 4 là thi mà mùng 5 chúng ta mới biết, thông tin đó hoàn toàn chính xác và có hữu ích ấy, nhưng mà nó qua thời điểm đấy rồi, nó không có giá trị nữa. Bởi vậy cho nên là hệ thống thông tin phải cung cấp cho chúng ta thông tin phù hợp, thông tin hữu ích, thông tin chính xác, thông tin đầy đủ kịp thời, nhưng mà nó phải hiện, nó phải dễ hiểu và hiểu một cách thống nhất. Nếu không phù hợp, nếu không đạt được những yêu cầu như vậy thì thông tin sẽ không có giá trị. Do đó cái bộ máy phải làm, phải tạo ra một cái cơ chế, một cái quy trình xử lý các thông tin sao cho nhanh chóng, kịp thời và chính xác, để giúp cho cái công tác điều hành của chúng ta trở nên có hiệu quả. Muốn làm được như vậy thì chúng ta phải xây dựng được một cái bộ máy thông tin nó hiệu quả. Và bộ máy này sẽ bao gồm gì ạ? Bao gồm các cái quy trình để sử dụng các thông tin, những cái quy định để sử dụng thông tin, những con người và cơ sở vật chất để gì ạ? Để tạo dựng, sử dụng và xử lý thông tin một cách có hiệu quả. Và vì những vấn đề như vậy cho nên là cái yêu cầu xây dựng cái bộ máy thông tin của chúng ta trở nên hiệu quả hơn thể hiện thông qua cái việc chúng ta phải tạo ra một cái hệ thống văn phòng hiện đại. Việc tổ chức một cái văn phòng hiện đại thì nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được gì ạ? Tạo ra được các cái dịch vụ về hành chính một cách hiệu quả, nhờ có thông tin kịp thời hữu ích, nhờ có thể cung cấp cho chúng ta những cái thông tin, những cái dữ liệu chính xác hiệu quả để sử dụng làm các căn cứ xây dựng các kế hoạch. Vậy một văn phòng hiện đại là gì? Một văn phòng hiện đại là một văn phòng mà được trang bị các trang thiết bị hiện đại, cập nhật với lại sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Ví dụ như ngày nay một văn phòng hiện đại thì cần phải có hệ thống internet kết nối tốc độ cao, phải có các thiết bị xử lý nhanh chóng về thông tin, phải có các thiết bị để có thể lưu giữ và truyền các thông tin, ứng dụng được các tiến bộ trong khoa học kỹ thuật như là gì ạ? Như là kết nối để hội họp từ xa, rồi là kết nối thường xuyên, kết nối internet, vân vân. Ngoài ra, ngoài cái vấn đề là có trang thiết bị hiện đại thì phải có những con người sử dụng được các công nghệ đó và làm chủ được các công nghệ, phải có quy trình quản lý một cách khoa học, và phải có các chính sách phát triển, duy trì và phát triển cái văn phòng của chúng ta cập nhật được với lại các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bởi vì nếu chúng ta có một cái văn phòng với những thiết bị hiện đại nhưng chúng ta không cập nhật thì chỉ trong một thời gian ngắn hệ thống trang thiết bị của chúng ta sẽ trở nên lỗi thời. Do đó ngoài cái việc là phải có trang thiết bị hiện đại thì chúng ta quan trọng là phải có những con người có thể sử dụng được các thiết bị đó, làm chủ được các công nghệ, và phải có chính sách để phát triển cái hệ thống của chúng ta ngày càng cập nhật hơn. Và nếu chúng ta có một hệ thống văn phòng hiện đại thì chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều các công việc hành chính trở nên hiệu quả. Ví dụ như là xử lý số liệu nhanh chóng, chính xác.
chúng ta có thể ứng dụng được nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật để làm cho công tác hành chính trở nên hiệu quả, từ việc truy xuất thông tin, từ việc tổ chức các cái hoạt động liên quan đến công tác hành chính trên cái hệ thống của chúng ta trở nên hiệu quả. Nhưng mà chúng ta thay vì phải đi họp trực tiếp, chúng ta có thể họp từ xa thông qua cái hệ thống công nghệ của chúng ta. Tất cả những cái vấn đề như vậy nó sẽ giúp cho cái hoạt động của chúng ta trở nên có hiệu quả. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu chúng ta có được một hệ thống văn phòng hiện đại thì nó sẽ đáp ứng được các yêu cầu phát triển của đơn vị. Ngoài cái việc đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị thì nó đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, phát triển được năng lực cạnh tranh, và đặc biệt là nó có thể mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích thông qua cái việc gì ạ? Là giải quyết công việc một cách hiệu quả thì khách hàng sẽ hài lòng và tin tưởng chúng ta, và đó là cơ sở để cho hệ thống của chúng ta phát triển ngày càng tốt hơn. Nhân việc này thì thầy xin hỏi với các bạn là các bạn có hài lòng với chất lượng dịch vụ của hệ thống hành chính của trường chúng ta không ạ? Đối với sinh viên ấy, ví dụ lên trường khi gặp mặt giao dịch với lại các nhân viên, chúng ta có được đón tiếp thân thiện, rồi có được cung cấp các thông tin một cách kịp thời và hữu hiệu không? Hay nói khác là muốn cho điểm của cái chất lượng dịch vụ của trường chúng ta với thang điểm 10 thì các bạn cho trường ta được mấy điểm? Bây giờ xin hỏi một bạn nha, bạn Nhật Quang. Nhật Quang có đây không? Dạ có. Nếu cho điểm chất lượng dịch vụ hành chính của trường ta thì bạn sẽ cho mấy trên thang điểm 10? Dạ em nghĩ là sẽ 8 điểm thôi. 8 điểm, vì sao lại được 8 điểm? Dạ tại vì em cũng chưa tiếp xúc nhiều, với lại là em thấy cũng được thầy nên là 8 điểm thôi. 8 điểm rồi, ok, 8 điểm là tốt rồi, 8 điểm là khá rồi, còn gì nữa. Rồi, hỏi một bạn nữa là bạn nữ nào, bạn Ngô Thành Lâm, nam hay là nữ đây? Alo? Ngô Thành Lâm hay là Ngô Thành Lam đây? Bạn Ngô Thành Lâm. Dạ thôi. À bạn trai. Nào, nếu cho điểm thì được mấy điểm về chất lượng hành chính của trường ta? Dạ theo em thì được 7 điểm này. 7 điểm. Cái gì dạ. Không? Dạ quản trị hành chính của trường mình cái gì không nữa. Dạ là theo em là nó cái gì? Dạ thêm là nó vẫn chưa, vẫn có nhiều thứ nó vẫn chưa ổn này. Ờ thì chưa ổn thì đúng rồi. Thầy cũng nghĩ là có nhiều thứ chưa ổn, nhưng vấn đề là theo em thì cái gì chưa ổn nhất? Dạ thêm chưa ổn nhất rồi. Ừ. Dạ em nghe là muốn hạ điểm người ta thì phải chỉ ra cái gì mà chưa được chứ. Ví dụ như là thông tin đã cập nhật chưa, tiếp cận thông tin có dễ không, nếu nó chưa tốt thì bảo nó chưa tốt. Dạ về các khó khăn nhỉ. Dạ về cái máy móc của trường vẫn còn chưa có tốt rồi. À máy móc chưa tốt, chất lượng máy móc để phục vụ hoạt động chưa tốt rồi. Ok bây giờ nữ đi, bạn Bùi Thị Lan Hương. Lan Hương có đây không? Dạ có rồi. À theo Lan Hương thì nếu chấm điểm thì được mấy điểm? Dạ theo em thì được 6 điểm thôi thầy, tại vì trước đây hồi em còn năm 1 đó là trường mình vẫn đóng tiền học ở A1 thì em thấy là khi mà em tới đóng tiền học á, đầu tiên là thái độ của các cô mà thu tiền học khá là không có được tốt. Nên là em hơi bị mất hảo cảm với lại các cô ở bên hành chính. Sau đó là vấn đề trên web trường của mình á, thì nhiều khi web trường bị lỗi mà không có thông báo, xong rồi chúng em thì không vào coi lịch học lịch thi được á, thì kiểu nhiều khi nó sẽ có một vài nhầm lẫn á thầy. Rồi ok.
Vâng. Bây giờ thì chúng ta có đóng tiền qua trường được không? Hay là dạ. Tài khoản? Bây giờ bạn dạ, đóng tiền. Đóng qua tài. Đóng qua tài khoản hay là đóng ở trường? Dạ đóng qua tài khoản ạ. À, đóng qua tài khoản. Rồi. Vậy thì bây giờ là tiến bộ hơn rồi đúng không? Không cần phải lên trường nữa, không phải gặp các cô nữa. Các cô làm dạ, việc vâng ạ. Không tốt. Ừ. Rồi, như bạn Lan Hương nói đó thì đúng là chúng ta vẫn còn nhiều thứ chưa tốt ạ. À, thí dụ như hệ thống thông tin của chúng ta đúng thực sự là chưa tốt. Thí dụ như chúng ta chưa thực hiện giao dịch thông qua hệ thống trang web của trường một cách tự động. Chúng ta hỏi cái gì thì chúng ta vẫn lên khoa hỏi nhiều hơn là chúng ta hỏi qua hệ thống. Về mặt nguyên lý thì chúng ta có thể hỏi qua hệ thống được chứ, đúng không? Bạn có vấn đề gì bạn sẽ vào trang web của trường trên cái trang trên cái tài khoản cá nhân Google, và bạn sẽ nêu yêu cầu lên trường đấy, và trường sẽ trả lời chúng ta qua cái trang web thay vì chúng ta phải lên khoa. Muốn hỏi vấn đề gì chúng ta có hỏi trên đó. Những vấn đề gì tự động được thì máy sẽ tự động trả lời, những vấn đề không tự động thì nhân viên sẽ lọc ra để trả lời cho chúng ta. Chúng ta chưa làm được việc đó, và đó có là một hình là một điểm trừ đấy. Thông tin không được cập nhật vân vân. Vâng, đó là những điều mà chúng ta cần phải thay đổi. Ở trường đại học xã hội nhân văn cách đây 5 năm người ta ra một thông báo là gì ạ? Là tất cả các cái đơn thư hoặc là những cái yêu cầu của sinh viên thì yêu cầu là phải gửi qua trang web. Người ta không nhận văn bản giấy ấy. Và việc này đã thực hiện cách đây 5 năm rồi. Còn trường ta thì hiện nay chưa đạt đến cái trình độ như vậy. Xét về một mặt nguyên tắc nào đó thì vẫn chưa tốt. Cho nên là bảo chất lượng dịch vụ hành chính của trường chúng ta chưa cao, tôi nghĩ là nó cũng phù hợp. Chỉ có điều là chúng ta đang ngày càng đổi mới nó tốt hơn. Hy vọng là mọi việc sắp tới thì cũng sẽ ngày càng tốt hơn nữa. Vâng, đấy là một số các nội dung liên quan đến vấn đề hệ thống thông tin của các hệ thống văn phòng. Và chúng ta cũng liên hệ đến hoạt động của trường ta. Trường ta thì hôm nay có một cái tiến bộ, đó là gì, là chúng ta sẽ đóng học phí qua thẻ. Cái điều mà rất nhiều trường đã làm từ rất lâu rồi đấy. Nhưng mà việc đóng tiền qua mạng như vậy, nó là qua ngân hàng như vậy, nó sẽ giúp cho sinh viên sẽ chủ động hơn, sẽ tiện lợi hơn. Chúng ta có thể chuyển khoản thông qua cái tài khoản thay vì phải lên chầu trực và phải mang tiền đi nộp rất là phiền hà, đúng không? Chúng ta cũng đã đăng ký học phần qua mạng, chúng ta cũng có hệ thống Gmail cá nhân, địa chỉ cá nhân, các thông tin được gửi lên đó. Chúng ta cũng ứng dụng các cái chương trình để thực hiện các cái giao dịch qua hệ thống mạng, nó giúp cho chúng ta tiện lợi hơn trong việc cập nhật. Và hy vọng rằng là mọi việc này sẽ ngày càng tốt hơn. Thì đấy là một số các vấn đề liên quan đến nội dung trong cái buổi học thứ nhất này. Và sáng hôm nay thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau.